Mở đầu chương trình điểm tin chứng khoán ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với kết quả giao dịch của chứng khoán Mỹ ngày thứ ba 18 tháng 4. Cụ thể thì các chỉ số chính của phố Wall gần như đi ngang vào ngày thứ ba khi mà các nhà đầu tư tiếp nhận một loạt báo cáo kết quả kinh doanh và đánh giá rằng liệu các kết quả này của các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào. Kết thúc phiên giao dịch này thì chỉ số S&P 500 đã nhích 0,09% lên mức 4.154,87 điểm. Trong khi đó thì chỉ số Dow Jones hạ 10,55 điểm, tức là tương đương với 0,03% xuống mức 33.976,63 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống mức 12.153,41 điểm. Bank of America đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng trong quý đầu tiên nhờ lãi suất tăng. Trong khi đó, đáng chú ý là chỉ cổ phiếu Johnson & Johnson đã mất 2,8% ngay cả sau khi công ty dược phẩm này báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng và nâng triển vọng năm 2023. Còn đối với thị trường Việt Nam thì VN-Index đã có sự sụt giảm mạnh kể từ sau 2 giờ chiều sau khi dao động quanh mức tham chiếu từ đầu phiên sáng. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.048,98 điểm, giảm 6,04 điểm, tương đương với 0,57%. VN30 thì đóng cửa ở mức 1.056,14 điểm, giảm 8,41 điểm, tương đương với 0,79%. Về kỹ thuật thì đường MA9 có xu hướng cắt MA20 theo hướng xuống, báo hiệu là xác suất giảm điểm của thị trường trong những phiên tiếp theo. Thanh khoản của thị trường trong phiên ngày hôm nay không có sự thay đổi quá nhiều so với phiên trước đó. Mặc dù có rất nhiều nhóm ngành giảm điểm trong phiên ngày hôm nay, nhưng vẫn có một số điểm sáng. Điển hình là nhóm bán lẻ với các cổ phiếu có thể kể đến như là PET tăng 5,8%, DGW tăng 4,8%, FRT tăng 2,4%, MWG tăng 1,4%, sau tin nhà nước chấp thuận phương án giảm 2% thuế VAT. Ngoài ra thì vẫn có một số cổ phiếu tăng mạnh trong vài phiên gần đây, bất chấp sự giảm điểm của thị trường như là CTD tăng 3,3% hay là BSI tăng 3,6% nhờ câu chuyện riêng của chính những doanh nghiệp này. Hôm nay thì nước ngoài bán dòng khá mạnh với tổng giá trị lên tới gần 460 tỷ, chủ yếu là bán dòng MSB với giá trị 375 tỷ, BMP 43 tỷ, STB 35 tỷ, trong khi đó thì họ mua dòng HPG 47 tỷ hay là VPB 39 tỷ. Đối với thị trường phái sinh thì khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức thấp là khoảng 125.000 hợp đồng. Số lượng hợp đồng mở được nắm giữ qua đêm giảm mạnh xuống còn 39.000 hợp đồng. Trong phiên ngày hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chuyển vị thế sang hợp đồng tháng 5 khi mà đã bán dòng hơn 4.000 hợp đồng tháng 4 nhưng lại mua dòng hơn 4.000 hợp đồng tháng 5. Kết thúc phiên giao dịch thì VN30 F2304 đạt mức 1.055 điểm, tức là giảm 8 điểm so với phiên trước đó. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý trong nước thì theo báo cáo tình hình thị trường lao động quý 1 năm 2023 của Tổng cục Thống kê thì so với quý trước đó, số lao động nghỉ giãn việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng trong quý đầu năm 2023 giảm, trong khi đó thì số lao động mất việc lại tăng lên. Cơ quan thống kê cho biết tình trạng nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề, địa phương cắt giảm đơn hàng đã diễn ra từ quý 4 năm 2022 và tiếp tục diễn ra sang đến quý 1 năm 2023, dẫn đến việc là hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm hoặc là ảnh hưởng tới đời sống của người lao động. Cụ thể thì theo báo cáo nhanh từ các địa phương cho biết là số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trên cả nước trong quý 1 năm 2023 là gần 294.000 người, tức là giảm 2.000 người so với quý trước. Trong khi đó, đa số ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chiếm 83,8%. Còn đối với những thông tin quan trọng trên thế giới thì mới đây, theo Fitch Solutions, thị trường gạo toàn cầu sẽ ghi nhận mức thiếu hụt lớn nhất trong hai thập kỷ vào năm 2023. Sự thâm hụt ở mức độ này đối với một trong những loại ngũ cốc được trồng nhiều nhất trên thế giới sẽ gây tổn hại cho các nhà nhập khẩu lớn. Chocolate Haas, nhà phân tích hàng hóa của Fitch Solutions cho biết, ở cấp độ toàn cầu thì tác động rõ ràng nhất của thâm hụt gạo đã và đang là giá gạo kỷ lục. Theo báo cáo của Fitch Solutions, giá gạo dự kiến sẽ duy trì quanh mức cao hiện tại cho đến năm 2024. Giá gạo trung bình dự kiến đạt là 17,3 đô la Mỹ một tạ cho đến hết năm 2023 và sẽ chỉ giảm xuống còn 14,5 đô la Mỹ một tạ vào năm 2024. Bên cạnh đó, một thông tin đáng chú ý đó là theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc thì GDP trong quý 1 năm 2023 tăng trưởng 4,5% so với mức tăng 2,2% trong quý 4 năm 2022. Ngoài ra thì một loạt số liệu kinh tế khác cũng gây chú ý, trong đó có việc là doanh số bán lẻ của nước này tăng vọt lên 10,6% trong tháng 3, là mức cao nhất từ tháng 6 năm 2021 và vượt xa mức dự báo là 7,4%, đóng góp lớn là do thị trường mua bán hàng trực tuyến sôi động. Tính chung trong quý 1 thì doanh số bán lẻ tăng 5,8%. Đầu tư vào tài sản cố định trong 3 tháng đầu năm tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, yếu hơn so với mức dự báo là 5,7%.
tỷ lệ thất nghiệp tính đến cuối tháng 3 đã giảm xuống 5,3%, thấp hơn 0,2% so với dự báo. Tuy nhiên, thì nó vẫn cao hơn mức trung bình trước đại dịch COVID-19 là 5%. Trong khi đó, thì sản lượng công nghiệp tháng 3 lại không được như kỳ vọng khi chỉ tăng 3,9%, thấp hơn đôi chút so với dự đoán của giới chuyên gia là 4%. Sản lượng công nghiệp 2 tháng đầu năm cũng tăng 2,4%. Trong khi đó, thì Trung Quốc thường kết hợp dữ liệu kinh tế cho tháng 1 và 2 để tính đến tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Paichi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!